Chào mừng các em đã trở lại với tiết toán của cô Ly. Các em thân mến, các tiết học trước đã hình thành cho các em kỹ năng cộng, trừ, nhân, số đo thời gian. Vậy chia số đo thời gian thì như thế nào? Có thực hiện dễ không? Các em cùng tìm hiểu với cô qua bài học hôm nay, chia số đo thời gian cho một số. Sau bài học này, các em cần nắm được những kiến thức cơ bản sau. Biết thực hiện cách chia số đo thời gian cho một số. Vận dụng để giải một số bài toán có nội dung thực tế. Và làm bài tập chuẩn kiến thức kỹ năng là bài số 1 đó các em. Trước khi vào bài học, các em hãy mở sách giáo khoa trang 136 để theo dõi với cô nhé. Cô trò mình cùng tìm hiểu ví dụ 1. Ví dụ 1 như sau. Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu? Các em suy nghĩ xem bài toán cho chúng ta biết gì và hỏi gì nào? Bài toán cho biết Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Bài toán hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu? Các em cùng quan sát tóm tắt của bài toán nào. Cô tóm tắt bài toán như sau. Đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Vậy đấu 1 ván cờ hết bao nhiêu thời gian? Ta làm sao các em? Chúng ta thực hiện phép tính chia. Ta lấy thời gian đấu 3 ván cờ chia cho số ván cờ thì sẽ tìm được thời gian đấu 1 ván cờ. Để tìm thời gian Hải thi đấu 1 ván cờ, ta làm phép tính chia. Cô sẽ lấy 42 phút 30 giây chia cho 3. Vậy, tìm kết quả phép chia này như thế nào? Các em đừng lo lắng. Cách đặt tính chia cũng giống như cách đặt tính chia số tự nhiên và số thập phân. Các em cùng nhìn xem nha. Cô đặt tính như sau. Cô biết 42 phút 30 giây chia cho 3. Nhưng đây là đơn vị đo thời gian nên giữa các số đo đều có đơn vị đo thời gian. Các em lưu ý chỗ đó. Rồi, đặt tính xong rồi, bây giờ chúng ta tính như thế nào? Các em sẽ chia theo thứ tự từ trái sang phải. Bắt đầu từ đơn vị phút, sau đó đến đơn vị giây, chia như chia số tự nhiên. Vậy thì ở đây, đầu tiên cô sẽ lấy 42 phút chia 3. Cô lấy 4 chia 3, được 1. 1 x 3 là 3, 4 trừ 3 còn 1, hạ 2 xuống. Được 12, cô lấy 12 chia tiếp cho 3, được 4. 4 x 3 bằng 12, 12 trừ 12 hết. Vậy 42 phút chia 3, cô được 14 phút. Cô ghi đơn vị phút sau số 14 là cô đã chia xong đơn vị phút. Bây giờ ở đây còn đơn vị nào chúng ta chưa chia các em? Đó chính là đơn vị giây. Vậy chúng ta còn 30 giây thì cô sẽ hạ 30 giây xuống ngang hàng với số dư của đơn vị phút. Vậy lúc này cô sẽ thực hiện tiếp phép chia. Cô lấy 30 giây chia 3. 3 chia 3 được 1. Cô viết 1. 1 x 3 bằng 3. 3 trừ 3 hết. Hạ 0 xuống. 0 chia 3 bằng 0. 0 x 3 bằng 0. 0 trừ 0 hết. Vậy 30 giây chia 3. Cô được 10 giây. Và cô ghi đơn vị giây vào sau số 10. Vậy 42 phút 30 giây chia 3. Cô trò mình đã tìm được kết quả đó chính là 14 phút 10 giây. Qua ví dụ 1, cô muốn các em ghi nhớ cách đặt tính và cách thực hiện phép chia số đo thời gian như sau. 1. Đặt tính như đặt tính chia các số tự nhiên hoặc số thập phân. 2. Thực hiện phép chia từng số đo theo từng loại đơn vị thời gian cho số chia. Các em hãy lưu ý thật là kỹ nhé để chúng ta vận dụng vào phần luyện tập ở phía sau. Ở ví dụ này, các em nhìn thấy 42 phút chia hết cho 3, do đó các em thực hiện phép tính rất dễ dàng. Nhưng nếu gặp phép tính mà khi chia còn dư thì làm thế nào? Các em hãy cùng tìm hiểu với cô qua ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai như sau. Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Hỏi vệ tinh đó quay xung quanh trái đất 1 vòng hết bao lâu? Các em tìm hiểu xem bài toán cho biết gì và hỏi gì nhé. Cô trò mình cùng tóm tắt nào.
Một vệ tinh nhân tạo quay xung quanh trái đất 4 vòng thì hết 7 giờ 40 phút. Cô viết gọn như thế này. 4 vòng 2 chấm 7 giờ 40 phút. Bài toán hỏi vệ tinh đó quay xung quanh trái đất một vòng thì hết bao lâu? Cô viết là 1 vòng 2 chấm chấm hỏi thời gian. Đề bài cho biết quay 4 vòng hết 7 giờ 40 phút. Vậy đi tìm thời gian quay một vòng thì làm tính gì các em? À, chắc các em cũng đã suy nghĩ ra được rồi, đó chính là tính chia. Ta sẽ lấy thời gian quay 4 vòng chia cho số vòng thì sẽ tìm được thời gian quay một vòng. Giống như ví dụ 1, các em cũng đặt tính rồi tính từng bước như sau. Các em quan sát đặc tính của cô. Giữa 7 giờ và 40 phút cô có trừ một khoảng trống. Các em có thắc mắc gì không? À, khi giải xong bài phép tính này chúng ta sẽ hiểu được. Tương tự như ví dụ 1, chúng ta cũng thực hiện phép chia từ trái sang phải. Chia đơn vị giờ trước, đơn vị phút sau. Cô lấy 7 giờ chia 4. 7 chia 4 được 1. 1 x 4 bằng 4, 7 trừ 4 còn 3. 3 này chính là 3 giờ đó các em. Và 3 giờ còn dư này không chia hết cho 4. Vậy thì cô làm thế nào? Cô phải đổi sang đơn vị bé hơn liền kề để chia tiếp. Vậy thì 7 giờ chia 4 được 1 giờ và còn dư 3 giờ. Vậy 3 giờ này cô sẽ đổi ra đơn vị phút. 1 giờ bằng 60 phút. Vậy thì tìm số phút của 3 giờ, cô sẽ lấy 60 nhân 3 bằng 180 phút. Vậy thì ngay chỗ khoảng trống giữa 7 giờ và 40 phút đó, để có chỗ để cô đổi 3 giờ bằng 180 phút. Các em đã thấy rõ chưa? Sau khi đổi ra, cô sẽ cộng với 40 phút, cô được tất cả là 220 phút. Nhưng ở đây là chúng ta cộng, nhưng không ghi phép cộng vào nha các em. Các em hãy lưu ý cái cách trình bày của cô. Rồi sau khi cộng lại, cô được là 220 phút, cô tiếp tục chia cho 4. 22 chia 4 được 5, 5 x 4 20, 22 trừ 20 còn 2. Hạ không xuống, 20 chia 4 được 5. 5 x 4 20, 20 trừ 20 hết. Vậy 220 phút chia 4 được 55 phút, cô ghi đơn vị phút sau số 55. Vậy các em nhìn thấy, wow, ví dụ này, các em thấy là 7 giờ 40 phút chia 4, cô được kết quả là 1 giờ 55 phút. Vậy các em thấy giữa ví dụ 1 và ví dụ 2 có chỗ nào khác nhau không? Các em hãy quan sát lại hai ví dụ này với cô nha. Đây là ví dụ 1. Ở ví dụ 1, các em thấy lượt chia đầu tiên mình lấy 42 phút chia cho 3, chia hết cho 3, do đó các em thực hiện các bước sau rất dễ dàng. Nhưng ở ví dụ 2, ở lượt chia đầu tiên mình lấy 7 giờ chia 4 thì còn dư 3 giờ. Và 3 giờ đó không chia tiếp cho 4 được nữa, mình phải đổi ra đơn vị bé hơn liền kề, đó chính là đơn vị phút. 3 giờ cô đổi ra được 180 phút. Rồi cô lấy 180 phút cộng với 40 phút ban đầu đề bài cho, cô được tất cả là 220 phút. Sau đó cô lấy 220 phút chia tiếp cho 4 để ra kết quả cuối cùng. Vậy thì khi làm toán với ví dụ 2 trường hợp chia có dư, thì giữa khi trình bày các em cũng lưu ý có khoảng trống để phía dưới này chúng ta có chỗ đổi ra để thực hiện phép tính được dễ dàng, đẹp và chính xác hơn. Vậy thì qua cái ví dụ 1 và ví dụ 2, các em qua ví dụ 2 các em sẽ thấy chúng ta cần lưu ý một điểm như thế này. Nếu phần dư khác không thì ta chuyển đổi sang đơn vị nhỏ hơn liền kề rồi chi tiếp. Vậy qua ví dụ 1 và ví dụ 2 đó, cô muốn các em hãy nắm chắc kiến thức hôm nay chúng ta cần học về chia số đo thời gian cho một số. Phần kiến thức cần nhớ như sau. Khi chia số đo thời gian cho một số, ta thực hiện phép chia từng số đo theo từng đơn vị thời gian cho số chia. Nếu phần dư khác không, thì ta chuyển đổi sang đơn vị hàng nhỏ hơn liền kề, rồi chia tiếp. Đây là kiến thức cơ bản các em cần nắm được để thực hiện cho đúng cách chia số đo thời gian cho một số.
Cô hy vọng các em đã nắm được cách đặc tính và cách thực hiện phép tính chia để chúng ta vận dụng vào giải các bài tập ở phía sau. Bây giờ các em hãy cùng vào phần bài tập với cô nhé. Các em chỉ cần làm bài tập số 1 theo chuẩn kiến thức kỹ năng trang 136. Tính A. 24 phút 12 giây chia 4. B. 35 giờ 40 phút chia 5. C. 10 giờ 48 phút chia 9. Và D. 18,6 phút chia 6. Riêng bài D này là số thập phân chia cho một số. Các em cũng đã thực hiện thành thạo rồi. Cô hy vọng rằng với 4 phép tính này các em sẽ vận dụng kiến thức mình vừa học để thực hiện phép tính được thuận tiện, chính xác. Cô hy vọng các em đều làm bài tốt. Cô mời các em làm bài. Rồi, chắc chắn các em cũng đã làm được rồi. Bây giờ để về nhà có thời gian ôn lại những kiến thức mình vừa học, cô muốn nhắc nhở các em thêm một số việc như sau. Các em ôn lại cách chia số đo thời gian cho một số, vận dụng để giải thêm các bài tập trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài mới, đó là bài vận tốc. Vậy tiết học của chúng ta hôm nay đến đây đã hết rồi. Cô hy vọng các em đã nắm được cách đặc tính, cách thực hiện phép tính chia số đo thời gian cho một số và thực hiện một cách thành thạo nhuần nhuyễn để chúng ta vận dụng vào giải những bài tập liên quan đến thực tế. Có những thắc mắc gì các em hãy mạnh dạn bày tỏ với cô nhé. Chào các em, cô chúc các em học bài thật tốt.